Dạ vâng, mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kate Lê Tuyết. Hôm nay clip này tôi xin phép quay trở lại vấn đề cập nhật với thông tin mới nhất về virus corona. Thì hiện tại là đến 19 giờ ngày 9 tháng 4 thì Việt Nam thêm 4 ca nhiễm mới, tổng cộng ca nhiễm là 255 người. Trong đó có một cái bài viết mới của báo Tuổi Trẻ cũng khá là đặc biệt, là bệnh nhân thứ 50 âm tính rồi lại dương tính. Tôi bắt đầu quay quanh với những con số của tổng của Bộ Y tế nha quý vị. Việt Nam tổng ca nhiễm là 255, tử vong là 0. Nghi nhiễm giảm cũng khá nhiều, chỉ còn 2.544. Số ca bình phục là 128. Tổng số ca âm tính đã được xét nghiệm là 113.986. Tôi xin phép đọc số thế giới một lần để cho quý vị các bạn nhìn vào số thế giới mà có những cái sự lo lắng cũng như là cẩn thận hơn cho bản thân nha cả nhà. Hiện trên thế giới có 1.529.974 ca dương tính với virus và ca tử vong là con số cũng khá là khủng khiếp, 89.427 ca tử vong. Cũng như các số liệu trước thì Trung Quốc hiện tại bây giờ vẫn đứng hàng thứ 6 trên thế giới, trên tổng 200 nước thì Trung Quốc chỉ đứng hàng thứ 6 thôi nha cả nhà. Thứ nhất vẫn là Mỹ với tổng ca nhiễm là 435.160 ca. Tử vong ở nước Mỹ khá là cao, 14.797. Kế bên là Tây Ban Nha đứng thứ 2, tổng số ca nhiễm là 152.456. Tử vong ở Tây Ban Nha cũng vượt 15.238. Ở Ý là đứng thứ 3 với tổng ca nhiễm 139.427. Tử vong ở Ý vẫn đứng đầu thế giới 17.669. Đức vẫn tiếp tục vượt con số trên 100.000, tổng số ca nhiễm của Đức là 113.296. Số ca tử vong của Đức là 2.349. Ở Pháp thì có một cái sự nổi trội cũng hơi khủng hoảng nha cả nhà. Pháp là tự nhiễm của Pháp là 112.950, tử vong của Pháp là 10.869. China, Trung Quốc thì vẫn đứng ở vị trí thứ 6 với con số là 81.865, con số khiêm tốn không tăng nhiều. Tử vong của Trung Quốc vẫn là 3.335. Số của Trung Quốc thì mình không biết là số thật hay số ấy thì mình không xin phép mình không bàn. Trong tổng số 215 ca nhiễm thì có 208 người Việt Nam, 47 người nước ngoài. 128 người đã chữa khỏi và đang điều trị 127 người. Trong đó thì ở Hà Nội 113 người mà có 99 người khỏi rồi. Thành phố Hồ Chí Minh 54 người nhưng mà khỏi 37 người. Lào Cai 2, Lai Châu 1, Bắc Giang 3, Vĩnh Phúc 11, khỏi 11. Phú Thọ 1, Thái Nguyên 1, Quảng Ninh 7, Hà Nam 2, Ninh Bình 13, khỏi 1, Thanh Hóa 3, khỏi 1, Hà Tĩnh 3, Huế 4, khỏi 4, Đà Nẵng 6, đã khỏi 5, Quảng Nam 1, đã khỏi 1, Khánh Hòa 1, đã khỏi 1, Ninh Thuận 2, Bình Thuận 9, đã khỏi 7, Đồng Nai 1, Bến Tre 1, đã khỏi 1, Trà Vinh 3, Bạc Liêu 3, Cần Thơ 2, đã khỏi 1, Đồng Tháp 4, đã khỏi hết, Tây Ninh 3, đã khỏi 2. Và đặc biệt là 4 ca dương tính của tối ngày 9 tháng 4 thì có chị dâu và người hàng xóm của bệnh nhân 243 nha cả nhà. Chúng ta quay về với bài viết bệnh nhân thứ 50 âm tính rồi lại dương tính. Tổng Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Nguyễn Trọng Duyện cho biết bệnh nhân COVID thứ 50 đang điều trị tại Quảng Ninh đã có 2 lần âm tính. Nhưng mà trong 2 lần xét nghiệm gần đây lại có 1 lần dương tính trở lại. Ngày 7 tháng 4, toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh ở Hà Nội nha quý vị, bị cách ly toàn bộ cái thôn để phòng dịch bởi liên quan đến bệnh nhân số 243 và 2 ca đã dương tính lần 1 với COVID-19. Sáng nay người dân không được ra vào thôn nên các gia đình phải nhờ người thân gửi nhu yếu phẩm vào các chốt và họ sẽ ra lấy. Tại thôn Hạ Lôi có bao gồm 2.930 hộ với 10.800
170 người nhân khẩu. Cơ quan chức năng thiết lập 9 chốt liên ngành tại các ngã ra vào đường thôn. Nhiều chốt là hàng rào cứng để hạn chế người ra vào và phục vụ khoanh vùng chống dịch. Ghê quá cả nhà. Cách ly nguyên một cái thôn này 2.930 hộ nha quý vị, với 10.870 người nha. Và họ đang nhờ người thân ở bên ngoài vận chuyển thức ăn tới các chốt và họ đến các chốt để họ lấy thức ăn vào. Nhu yếu phẩm là một vài thức ăn, đồ ăn quý vị. 2.500 người Sài Gòn bị phạt vì không đeo khẩu trang. Một người Mỹ gốc Việt đã nhiễm bệnh virus corona 6 tuần chống chọi với virus corona đã thều thào chia sẻ với quý vị và các bạn một cái câu duy nhất. Xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi ra khỏi nhà. Bác gái của bệnh nhân số 17 3 lần ngừng tim. À, bác này là sức khỏe của bác này hơi bấp bênh nha quý vị. Lúc thì ngừng tim, lúc phải thở ECMO. Sức khỏe của bệnh nhân 64 tuổi trở nặng trở lại, 3 lần tim ngừng hoạt động. Các chuyên gia đang xem xét chỉ định can thiệp ECMO trở lại. Bác này trước đó cũng đã can thiệp ECMO rồi, sau đó lại tháo ra. ECMO là tim và phổi nhân tạo ở bên ngoài nha quý vị, hỗ trợ. Và bây giờ là chuẩn bị sang bác sĩ đang xem xét để mà can thiệp trở lại. Tin đặc biệt là WHO, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận Triều Tiên sạch bóng virus corona nha quý vị. Bắc Giang yêu cầu người dân không được đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Người dân Bắc Giang không được đi lại và di chuyển đến các tỉnh thành có dịch ngoại trừ có lý do công vụ và các trường hợp đặc biệt. Sở Y tế tỉnh Hà Nam xác nhận vẫn chưa tìm được FO lây cho bệnh nhân số 251, có nghĩa là mất dấu không biết lây bệnh từ ai nha quý vị nha. Tổng thống Donald Trump cảm ơn Việt Nam đã phối hợp cung cấp 450.000 bộ quần áo bảo hộ cho Mỹ. Ngày hôm qua thì có người thân ở Sài Gòn thì có một cái cơn mưa khá là lớn, cũng hơi ngập đường xá quý vị. Hy vọng rằng sau cơn mưa này sẽ cuốn trôi hết những cái vi khuẩn virus corona nha cả nhà. Thành phố Hồ Chí Minh là một cái nơi mà có cái ổ dịch thứ hai là cái quán Babu Ha đó quý vị. Tuy nhiên nó nằm ở quận 2 thôi, nó nằm ven ngoại thành thôi. Chính sách tuyên truyền chống COVID-19 của Việt Nam đã được lên báo Anh. Thật ra thì Việt Nam mình cách ly và cũng có những cái chính sách rất là tốt quý vị. Nói chung là nó cũng bắt nguồn từ những cái bài học của những nước đi trước thôi. Mình hãy cố gắng ở nhà nha cả nhà, hạn chế tiếp xúc. Mình hy sinh 15 ngày, 30 ngày nhưng mà mình sẽ cứu lấy được 15 năm, 30 năm sau nha quý vị. Có nên kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội? Hiện Việt Nam mình đang cách ly toàn xã hội là từ ngày 1 cho đến ngày 15. Và hôm nay có một cái bài báo là có nên cách ly kéo dài thời gian hay không? Có 40% bệnh nhân không có triệu chứng gì. Nếu mà không tìm được bệnh nhân đầu nguồn thì những ca bệnh này sẽ tự khỏi. Nhưng mà trong quá trình ấy có thể làm lây lan sang người khác. Vậy có nên kéo dài thời gian cách ly xã hội hay không? Đó là một câu hỏi và đang được dư luận bàn. Và theo Tuyết Khổng đoán thì 80% là sẽ có khả năng kéo dài cách ly toàn xã hội nha quý vị nha. Tình hình là theo Tuyết đoán là kéo dài cách ly tới 30 tháng 4. Đây là phần dự đoán cá nhân thôi nha quý vị. Chúng ta phải cố gắng cách ly thêm nha cả nhà. Tại Đài Loan thì mình cũng đang lấy cái kinh nghiệm từ Đài Loan đó. Đài Loan đang là một cái mức phòng dịch tốt nhất thế giới nha cả nhà. Vì cái biện pháp cách ly, tất nhiên là Đài Loan ban đầu cũng có cái biện pháp khá cứng rắn là không có cho người Trung Quốc qua Đài Loan. Phó Thủ tướng Võ Đức Đam đã chủ trì một cuộc họp. Dịch COVID-19 đã xâm nhập vào cộng đồng, cần hết sức cảnh giác. Một bài viết cũng khá là thú vị. Người Sài Gòn rủ nhau chở gạo tới góp vào cái máy ATM gạo. À, mình bỏ cái gạo vô cái máy ATM đó thì những người nghèo người ta có nhu cầu, quý vị, người ta sẽ tới lấy cái bịch hứng cái gạo đó về nấu cơm ăn. Đó là một cái việc làm hết sức ý nghĩa trong thời gian hiện tại. Đó là cái việc mà mình đã tạo phước đức đó nha cả nhà. Tại vì hiện tại thì Việt Nam mình cũng đã ngưng phát hành vé số quý vị. Những người bán vé số người ta cũng đang thất nghiệp luôn. Không có riêng gì công ty, xí nghiệp, nhà hàng, quán ăn. Những người bán vé số người ta cũng thất nghiệp, người ta không có gì ăn luôn cả nhà. Tạm đình chỉ chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn vì để quán karaoke hoạt động nha quý vị. Sáng ngày 9 tháng 4, ông Lê Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác ông Ngô Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thọ Xuân vì đã để xảy ra vi phạm về chỉ thị cách ly xã hội trên địa bàn ở Thanh Hóa nha quý vị.
Người dân ở xứ Mặn miền Tây tứ bề nhận bố 200 bồn chứa nước. Ngày 9 tháng 4, báo Tuổi Trẻ phối hợp với tỉnh đoàn Vĩnh Long đã trao tặng 200 bồn chứa nước loại 500 lít cho 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của hai xã Cù Lao, Quế Thiện và Thanh Bình tại Vũng Liêm, Vĩnh Long. Dạ vâng, trên đây là tiết điểm danh một vài thông tin sơ bộ. Cũng mong quý vị và các bạn cập nhật thêm thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh của virus corona. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết clip của Tuyết. Hy vọng rằng quý vị và các bạn đừng quên nhấn ủng hộ giúp Tuyết cái nút subscribe kênh, cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới clip nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Nếu ai đã nhấn rồi thì mình không phải nhấn nữa nha quý vị.